Vâng, hello, xin chào các bạn nha. Hôm nay thì mình đi tìm tổ chim thì mình phát hiện tổ chim trao màu này đây các bạn ơi. Có 3 con non nha các bạn. Okay. 3 con chim trao màu non nhá. Ở nơi mình thì bữa nay rất là hiếm chim trao màu và hôm nay thì mình tìm được tổ này thì mình cảm thấy rất là vui nha các bạn. Đó. Đây chính là tổ chim trào màu nha các bạn ơi, rất là tuyệt vời. Đó, các bạn thấy không, chim trào màu ở nơi mình thì làm tổ rất là thấp nhá, bạn thấy không, tổ nó đây này, nó làm tổ rất là thấp thôi, nó không phải làm tổ trên cây cao nha các bạn. Đó, chim trào màu ở nơi mình bữa nay hiếm lắm, mình nghĩ là nó làm tổ kín đáo như vậy để trốn tránh kẻ thù nha các bạn. Rồi, bây giờ thì mình sẽ gắn máy quay tại đây để xem chim trào màu nuôi con nha các bạn. Và các bạn xem video thì đừng quên ủng hộ mình nha. Rồi, bây giờ mình sẽ tiến hành gắn máy quay. Rồi, mình sẽ đặt ở bên này nha các bạn. Và các bạn cùng chờ xem nha. Thank you.
Rồi các bạn ơi, chim mẹ nuôi con thì rất là tuyệt vời đúng không các bạn? Và bây giờ đang là buổi chiều và trời cũng gần mưa rồi nhỉ các bạn ơi. Và bây giờ mình sẽ đi về đây. Mình cảm ơn các bạn đã xem video của mình. Các bạn đừng quên đăng ký kênh, like và chia sẻ video cho nhiều người cùng xem nha. Hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo. Bye bye.